Imperial Oasis Quy Nhơn, New Interpretive Destination. Mô hình nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí đang dần trở thành xu hướng toàn cầu, như một công thức vàng mang đến lợi nhuận triệu đô cho các nền kinh tế du lịch hàng đầu như Thái Lan, Singapore, Hồng Kông. Liên tục lọt top 10 nền du lịch lớn nhất thế giới, Thái Lan thu hút đông đảo du khách quốc tế với loạt điểm đến du lịch gắn liền với thương mại dịch vụ, điển hình là các trung tâm thương mại khổng lồ, chuỗi nhà hàng ẩm thực, lễ hội, các khu phố không ngủ. Nổi tiếng với các khu phố mua sắm sầm uất, Singapore còn là một trong những quốc gia tiên phong mô hình du lịch hội thảo sự kiện MICE với các sự kiện quy mô toàn cầu. Trong năm 2022, Singapore thu hút 6,3 triệu lượt khách quốc tế, mang về khoảng 10 tỷ đô la. Mục tiêu trong năm 2023, quốc đảo sư tử sẽ đón khoảng 14 triệu lượt khách, thu về khoảng 15 tỷ đô la. Thành phố Quy Nhơn trên hành trình trở thành điểm đến mới của châu Á. Manis của Việt Nam cũng đặt trọng tâm thúc đẩy phát triển các khu thương mại dịch vụ du lịch gắn liền với các lợi thế nghỉ dưỡng sẵn có để tạo thế cân bằng, sẵn sàng bứt phá trên bản đồ du lịch toàn cầu. Năm 2022, Bình Định đã đón hơn 4,1 triệu lượt khách, doanh thu ước tính khoảng 13.000 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tập trung chủ yếu ở khu vực Quy Nhơn, Cát Tiến, hướng đến mục tiêu 5 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 16.400 tỷ đồng trong năm nay. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để phát triển Quy Nhơn thành hạt nhân kinh tế miền Trung. Với lợi thế thiên nhiên tuyệt đẹp, Quy Nhơn đang chứng tỏ sức mạnh trên thị trường nghỉ dưỡng so với những cái tên quen thuộc như Nha Trang, Đà Nẵng nhưng lại chưa đạt được sự phát triển tương xứng. Mảnh ghép dịch vụ du lịch như các khu kinh tế đêm, chuỗi mua sắm thương mại, giải trí, lễ hội còn bị bỏ ngỏ, phát triển rời rạc, thiếu sức hút. Du khách đến Quy Nhơn chủ yếu chỉ nghỉ ngơi, tắm biển, tham quan, nguồn doanh thu khổng lồ từ dịch vụ vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Để giải bài toán thiếu hụt dịch vụ, tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định công bố quy hoạch toàn bộ khu đô thị mới Cát Tiến thành trung tâm dịch vụ thương mại du lịch, định hình cực phát triển mới, đồng hành cùng thành phố Quy Nhơn trên lộ trình trở thành điểm đến mới của châu Á. Trong đó, tổ hợp thương mại dịch vụ giải trí cao cấp Imperial Oasis Quy Nhơn sẽ là hạt nhân quan trọng. Tọa lạc ngay cửa ngõ thành phố, trực diện vòng xoay lễ hội 5 hecta, kết nối 5 trục đường quan trọng như trục đường ven biển quốc gia, đường trục khu kinh tế nối dài, quốc lộ 19 đi Tây Nguyên. Imperial Oasis Quy Nhơn hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến sang trọng và tiện nghi bậc nhất thành phố. Giải du lịch ven biển Cát Tiến đã được hiện diện rõ nét với hàng loạt resort 5 sao Ohana Village. Dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2024, Imperial Oasis Quy Nhơn là mảnh ghép hoàn hảo cho thành phố nghỉ dưỡng. Imperial Oasis Quy Nhơn được phát triển theo mô hình điểm đến tích hợp mới, New Integrated Destination, phát triển chuyên sâu về thương mại dịch vụ, cung cấp những trải nghiệm cao cấp với bao loại hình sản phẩm, shop house, boutique hotel, luxury hotel. Quy hoạch tổng thể Imperial Oasis Quy Nhơn được thiết kế thành phố đông là đại sân khấu lễ hội ẩm thực văn hóa và phố tây là không gian thưởng lãm nghệ thuật và những trải nghiệm triệu đô. Việc xuất hiện lõi thương mại dịch vụ cao cấp chuyên sâu như Imperial Oasis Quy Nhơn sẽ là yếu tố quyết định giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo nền du lịch Quy Nhơn Cát Tiến, đưa nơi đây trở thành điểm đến mua sắm, giải trí, lễ hội, phục vụ cho toàn giải nghỉ dưỡng ven biển cũng như trung tâm thành phố, bổ sung vào bức tranh kinh tế đêm giàu tiềm năng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách thượng lưu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với vị trí trung tâm kết nối các khu công nghiệp lớn tại Bình Định như Explorer Science Quy Nhơn, Becamec Visit Bình Định, Thung lũng Silicon Bình Định, Imperial Oasis Quy Nhơn còn phục vụ cho các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Từ đó, Imperial Oasis Quy Nhơn mở ra triển vọng của mô hình du lịch MICE vô cùng tiềm năng. MICE là xu hướng du lịch ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế hội nhập toàn cầu, là loại hình kết hợp giữa du lịch với các hoạt động hội họp, vinh danh hội thảo, triển lãm ngay trong một điểm đến. Khách hàng của mô hình du lịch MICE thường là nhóm khách cao cấp, chủ yếu là các doanh nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, mang lại nguồn thu cao gấp 4 đến 6 lần các nhóm khách thông thường. Với quy hoạch chuyên sâu về thương mại dịch vụ cao cấp, Imperial Oasis Quy Nhơn sẽ trở thành điểm đến chiến lược cho các cuộc gặp gỡ triệu đô, là bệ phóng nâng tầm nền du lịch MICE tại Quy Nhơn. Với những biểu tượng kiến trúc rực rỡ sẽ là một thành phố không ngủ. Sự sôi động hấp dẫn bất tận 24/7 suốt 365 ngày sẽ mở khóa một thời đại mới của nền du lịch Quy Nhơn, thắp sáng kỷ nguyên thịnh vượng tại Imperial Oasis Quy Nhơn.